Thì tôi thấy những cái ca mà đi quyên góp xin tiền á, tôi lập tức tôi liên hệ để tôi xin những cái ca đó để mà mang về để mà tôi đưa vào cái quỹ mổ tim của tôi á, thì người ta đâu có cho đâu quý vị. Tại sao người ta để xin tiền, người ta lấy nó ra để người ta xin tiền chứ không phải là người ta muốn cứu sống những trẻ em đó. Cho nên đó, tôi nói thật với quý vị, tôi mất niềm tin rất là nhiều. Thậm chí có những cái nơi á, tôi đi đến mấy cái chỗ từ thiện á, trời ơi, tôi thấy những cái người già rất là khổ. Thì sẵn đây tôi cũng chia sẻ luôn với quý vị, và quý vị đừng có tin tôi. Những gì tôi nói chỉ là tính chất là chia sẻ và tham khảo thôi, quý vị đừng có tin tôi. Thì quý vị biết không, tôi về tôi mua mùng, mua mền, mua tất cả mọi thứ để tôi mang đến đó, vì tôi thấy sao mà người ta sống khổ vậy. Thì 3 tháng sau tôi đến nó cũng y vậy, rồi 1 năm sau tôi đến nó cũng y vậy. Coi như là đem ra biểu diễn để mà moi tiền, mới là để móc tiền của những người mà có cái lòng hảo tâm thôi, chứ còn thực chất ra không phải vậy. Cho nên tôi chán lắm. Sau đó là tôi tự làm ra một cái quỹ từ thiện, tôi cảm thấy cái gì đúng thì tôi làm. Tôi nói ra thì sẽ đụng chạm rất là nhiều, nhưng mà cái sự thật trong cuộc sống nó là vậy đó.